bị fan cuồng tấn công, Nô Phước Thịnh chỉ nói một câu khiến ai cũng sốc. Nô Phước Thịnh là một trong những ngôi sao trẻ tuổi đông fan nhất nhì hiện nay trong showbiz Việt. Ngoài gương mặt sáng giá, giọng ca cao vút của anh cũng khiến mọi người ấn tượng không kém. Fan của Nô Phước Thịnh chủ yếu là giới trẻ, nên đôi khi lại có những hành động phấn khích quá đà, khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, Nô đã khá nhiều lần bị fan sàm sỡ ngay trên sân khấu, còn khi đi biểu diễn ở các trung tâm thương mại thì thường xuyên bị vây kín. Nô Phước Thịnh nhiều lần bị fan cuồng tấn công trên sân khấu. Nam ca sĩ chỉ biết cười ngượng ngùng khi bị sàm sỡ chỗ hiểm. Hành động quá khích này cũng chỉ là xuất phát từ lòng hâm mộ của fan. Mới đây, nam ca sĩ đã gặp lại tình huống này và khi an toàn trở về nhà, một người đã bình luận rằng tội nghiệp anh đừng giận fan nhé, họ cũng vì anh mà làm vậy đấy thôi. Nam ca sĩ đã trả lời ngay lập tức rằng chưa bao giờ giận, cảm thấy hạnh phúc nữa là đằng khác. Thật ra lúc đó cũng lo cho chính khán giả của mình vì trong đó còn có những bé nhỏ tuổi nữa. Nói theo cách của Nô Phước Thịnh, lúc mọi người chen chúc xô đẩy nhau để tiếp cận thần tượng thì anh lại lo ngược lại cho fan mà quên đi bản thân mình. Anh chưa bao giờ giận vì fan hành xử như thế. Tất cả cũng đều xuất phát từ tình yêu mà khán giả dành cho nam ca sĩ. Đọc được những lời này, chắc chắn fan của chàng ca sĩ nếu sẽ mất lòng mất dạ vì đặt tình cảm vào đúng chỗ, thần tượng đúng người. Mới đây, Nô trần tình về người đóng thế của mình bị fan vây đến ngất xỉu. Nô Phước Thịnh trả lời khiến nhiều người xúc động. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ hoàn toàn xứng đáng khi được mọi người yêu thương như vậy. Fan thi nhau vào bình luận khen ngợi thần tượng. Chúng vui chơi của sao Việt trong tháng 12, Hà Tăng đến Bokaray tận hưởng nắng vàng biển xanh, còn Ngọc Trinh sang Mỹ gặp người tình tỷ phú. Đầu tháng 12, Phạm Hương có chuyến du lịch dài ngày đến Paris và Venice, Italy. Dù thời tiết mùa đông, nhưng Hoa hậu vẫn có một chuyến đi khá mỹ mãn khi khám phá được vẻ đẹp thơ mộng trong sương mù của hai thành phố nổi tiếng này. Ngọc Trinh sang Mỹ hội ngộ với danh nhân Hoàng Kiều và ngồi thuyền du ngoạn trên sông đầy lãng mạn cùng người tình tỷ phú. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà cũng tranh thủ đón con sang Hàn Quốc, cảm nhận cái lạnh tái tê ở xứ lạnh và nếm thử nhiều món ăn ngon, đặc sản ở xứ sở kim chi. Cuối tháng, Tăng Thanh Hà cùng chồng con và một số người bạn thân đến Philippines hưởng thụ nắng vàng biển xanh sau một năm bận rộn với công việc kinh doanh. Hương Giang Idol chọn Singapore làm bến đỗ ấm áp cho kỳ nghỉ Giáng sinh của mình. Cũng đến Singapore, gia đình Thúy Hạnh Minh Khang và hai nhóc tì đã có những ngày khám phá nền văn hóa, tham quan các bảo tàng ở đất nước tượng nhân sư. Bất chấp cái lạnh buốt giá kỷ lục trong nhiều thập kỷ, Hà Kiều Anh vẫn can đảm check-in San Harbor Big Clay Tahoe ở Mỹ. Không nằm ngoài trào lưu đi Đài Loan, Miu Lê tạm gác công việc để có chuyến du lịch bụi, khám phá xứ sở trà sữa, cô check-in tại công viên Gia Lưu nổi tiếng. Tránh mùa đông ở Hà Nội, gia đình Ngọc Thạch đưa bé Ricky đến bãi biển Gold Coast, Australia. Cậu bé thích thú tắm biển và chơi các trò chơi ngoài trời cùng bố mẹ. Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú đã có chuyến đi dài ngày qua nhiều thành phố châu Á bằng du thuyền 5 sao của Thượng Hải, Nagasaki, Busan. Sau đó, hai người đẹp lại nhắc nhau tới Hồng Kông trước khi về nhà đón Giáng sinh. Trở về quê chồng Giáng sinh và năm mới, Hà Anh đang có những ngày ngọt ngào ở London của anh. Vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm chọn Sapa và đỉnh Phan Xipang. Trong những ngày cuối năm, hai người mê mải thưởng thức các món ăn ở thị trấn trong sương. Nhân chuyến công tác ở Mỹ, Phan Đình Tùng đưa con gái nhỏ bám càng đến các địa danh du lịch nổi tiếng, trong đó có công viên Disneyland. Lan Ngọc chọn cho mình điểm đến là thủ ô Seoul của Hàn Quốc. Mai Phương Thúy thích thú trượt tuyết ở Nhật, cô đang có kỳ nghỉ Tết dương lịch ở Tokyo, Nhật Bản. Nhưng ngày nghỉ hiếm hoi cuối năm, vợ chồng Đăng Khôi đã đi xả hơi và hâm nóng tình cảm bằng chuyến du lịch Quảng Châu, Trung Quốc.
Trấn Thành, tôi và Harry Won đạt được thỏa hiệp mới cưới. Nam diễn viên chờ em tới ngày mai cho hay mình là người sống theo cảm xúc. Anh và bà xã Harry Won đạt được thỏa thuận trong cuộc sống mới tiến tới hôn nhân. Trong lễ cưới tối 25 tháng 12 vừa qua, Trấn Thành không ngại chi 2 tỷ đồng để trang hoàng không gian hôn lễ đậm chất cổ tích. Anh còn khiến 300 khách mời xúc động vì bài phát biểu về tình yêu. Xuất hiện tại sự kiện hay ở ngoài đời, Trấn Thành và Harry Won không ngại thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, nam danh hài rất kiệm lời khi nói về tình yêu, bạn đời của mình. Nói về đám cưới đình đám mới đây, Trấn Thành khẳng định, tôi làm mọi việc theo sự dẫn dắt của cảm xúc, tôi cũng không lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Khán giả trách hay giận cũng là yêu thương tôi. Năm 2016, Trấn Thành là cái tên được quan tâm, tuy nhiên, anh cũng nhận được nhiều dư luận trái chiều từ khán giả. Còn với anh, năm 2016 còn có ý nghĩa thế nào? Dù tôi tốt hay ồn ào, nhưng biển được khán giả nhắc tới là dấu hiệu đáng mừng. Điều đó có nghĩa là những gì mình làm đều được mọi người quan tâm. Có thể mình bị trách thế này thế kia là do họ không hiểu, hoặc điều mà họ thấy không đúng với thực tế thì họ phải hiểu lầm. Khi được khán giả giận trách cũng có nghĩa là họ đang yêu thương mình. Tôi chỉ buồn khi đến một ngày làm bất cứ việc gì mà không được ai nhắc tới mới là điều đáng lo. Dĩ nhiên khi va vấp, có sai thì mình phải sửa đổi để hình ảnh tốt hơn. Cái gì cũng thế, cuộc sống phải có sự vận hành thay đổi thì sẽ tốt hơn là dậm chân tại chỗ. Năm vừa qua, anh khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn với Harry Won. Nhiều ý kiến cho rằng Trấn Thành dại khi kết hôn ở giai đoạn đang nổi tiếng, thành công sẽ khiến anh mất nhiều fan. Anh nói gì về điều này? Tôi sống cho cảm xúc của mình, cảm xúc hướng thế nào tôi làm thế đó. Tôi không có kế hoạch cho cuộc đời mình. Nhưng tôi cũng không làm cái gì trong cuộc đời mình theo sự góp ý của người khác. Tôi nghĩ mình có nhận thức đủ để quyết định mọi việc làm. Vốn là người giàu cảm xúc, không sống theo bất cứ quy tắc nào. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình anh như thế nào? Tôi và Harry có thỏa hiệp riêng với nhau chứ? Khi chúng tôi thống nhất được những thỏa hiệp đó thì mới lấy nhau. Harry không ghen khi tôi hôn bạn diễn. Phim Chờ Em Đến Ngày Mai ra rạp đúng vào dịp Tết dương lịch. Anh kỳ vọng gì vào vai diễn soái ca này? Vai diễn trong phim là sự kỳ vọng của riêng tôi. Tôi mong khán giả thấy hình ảnh của Trấn Thành hoàn toàn khác trong điện ảnh. Vì vậy, tôi không chọn dạng hài như từng làm mà là hài soái ca. Tôi may mắn khi 2 năm gần đây, hai phim điện ảnh do tôi đóng đều có doanh thu phòng vé tốt, gồm Bệnh Viện Ma và Nắng. Trong khi các phim Việt khác không đạt doanh thu như nhà sản xuất mong muốn. Tôi hy vọng với tiền đề đó thì Chờ Em Đến Ngày Mai cũng sẽ thắng. Đây là phim có màu sắc khác hẳn với những bộ phim ra rạp trong thời điểm hiện tại vì đậm chất ngôn tình lãng mạn. Trong phim, anh có nhiều cảnh hôn với bạn diễn An Nguy và Lily Nguyễn. Vốn là người hay ghen, Harry phản ứng thế nào khi chứng kiến ông xã hôn bạn diễn? Harry cũng hôn Ngô Kiến Huy tè le trong phim 49 ngày phần 2 đó thôi. Tôi nghĩ là chúng tôi huề vốn, hôn bạn diễn hay thực hiện những cảnh tình cảm với chúng tôi đều không sao cả vì tất cả đều là công việc, là chuyên nghiệp. Dự định công việc trong dịp Tết năm nay của anh thế nào so với trước khi lấy vợ? Cuộc sống công việc của tôi vẫn thế. Tết năm nay, tôi sẽ diễn kịch dài ở sân khấu xen việc. Bên cạnh đó, tôi còn đi vài tour xuyên Việt. Đối với tôi, niềm vui trong ngày Tết là phục vụ và đem lại tiếng cười cho khán giả. Tò mò với những hành động trong đêm tân hôn của vợ chồng Trấn Thành, Tuấn Hân và Loạt Sao Việt. Chắc chắn ai cũng tò mò xem đêm tân hôn của các sao Việt có giống như những cặp đôi bình thường khác. Vợ chồng Trấn Thành, đám cưới của Trấn Thành và Harry Won đã được tổ chức rình rang vào ngày 25 tháng 12 vừa qua. Sau khi tổ chức tiệc ở một trung tâm sang chảnh bậc nhất Sài Gòn, ai cũng nghĩ cặp đôi sẽ về nghỉ ngơi và hưởng trọn đêm tân hôn hạnh phúc như bao cặp đôi mới cưới khác. Tuy nhiên, sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trên trang fanpage của Harry Won chia sẻ về vào sáng hôm sau. Vâng, chúng tôi còn chơi, chưa chịu về. Đợt 1 đám cưới, đợt 2 club, đợt 3 đi ăn, đợt 4 karaoke. Sau này mình sẽ đi đâu đây? Đến tận sáng, cả Harry Won và Trấn Thành vẫn còn đi chung vui với các bạn mà không về nhà. Cặp đôi cùng mọi người đi hát hò, đi ăn lu bù để chúc mừng cho ngày vui nhất đời. Vợ chồng Tuấn Hân, tháng 4 2014, chàng ca sĩ đào hoa nhất của showbiz Việt đã chính thức rước nàng về dinh trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
Trong đêm tân hôn, ca sĩ Tuấn Hân đã đăng tải những hình ảnh vô cùng hạnh phúc bên bà xã Thu Hương. Đó là hình ảnh trao nụ hôn nồng thắm. Anh chàng còn nở nụ cười rất hạnh phúc, trong khi Hương Baby thì e ấp bên người chồng đào hoa của mình. Vợ chồng Lương Thế Thành. Đầu năm 2016, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tổ chức lễ cưới vô cùng hoành tráng với sự góp mặt của nhiều sao Việt. Sau lễ thành hôn, Thế Thành còn chung vui với bạn bè trong tiệc after party. Vì quá vui và hạnh phúc nên anh đã uống hết rượu mừng của các bạn. Chính điều này đã khiến anh phải nhận cái kết đắng. Lúc ra về, Lương Thế Thành một mình trên xe, không nhớ địa chỉ nhà, khiến lái xe taxi phải đi vòng vòng một thời gian, sau đó lại phải quay về nơi tổ chức để nhờ gọi điện cho người thân của nam diễn viên. Sau khi được chở về nhà an toàn, mọi người phải khiêng Lương Thế Thành lên phòng vì anh không biết gì hết. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì ông xã Thúy Diễm hoàn toàn không nhớ gì. Như vậy, đêm tân hôn của cặp đôi này chắc không được như nhiều người mong đợi. Vợ chồng giáo sư Xoay. Sau đêm tân hôn, giáo sư Xoay đã đăng tải trên trang cá nhân một bài viết với tiêu đề kể chuyện đêm tân hôn, và cách giật tít này đã đánh đúng vào tâm lý tò mò của mọi người nên ngay lập tức đã thu hút sự chú ý. Không giống với những gì mọi người tưởng tượng, câu chuyện đêm tân hôn của anh đơn giản là cùng vợ mới cưới, cố gắng phá khóa cửa xe, sau đó là đi ăn cùng bạn bè hết đêm. Tuy nhiên, người đọc hụt hẫng, nhưng với lối kể chuyện dí dỏm thì Đinh Tiến Dũng đã mang lại những nụ cười vui vẻ cho độc giả.